Hello, lại chào các bác và anh em. Hôm nay lại đánh một kèo bìm bịp nhá. Đây là những búi tre rậm này. Bởi vì mình đánh tránh xa những ông thợ săn ngoài đi bắn là mình không ấy được. Cái mẹt nhá, cái mẹt của tôi thì đây. Trước khi ấy xong nhá, đây nó không có cái ấy thì mình lấy cái lá xung quanh mình ngụy trang đi. Đây, ngụy trang vào nhá. Bởi bìm bịp nó rất khôn. Nó thấy ấy này là nó không xuống được. Đấy, thì tôi đánh ở chỗ rậm này. Có thể nó lên trên chỗ kia nó xuống hoặc ra cái trứng cá này. Giờ tôi cắm vào đây. 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 Các bác và anh em cùng chia sẻ cái kèo này. Cái kèo đánh bìm bịp này nhé. Thôi cứng. Ok nha các bác và anh em cùng chờ đợi nha. Rồi hẹn gặp lại các bác để xem kèo nha. Cắm thêm một miếng bằng cái lá. Nhà phòng rất nhiều. Ok, ngụy trang đã xong. Giờ chỉ còn đậy nốt cái đài nữa. Ok, đậy xong cái đài. Xem có vướng víu. Rồi, các bác và anh em chờ đợi cho này.
Các bác thấy rất nhanh không? Rất nhanh và gọn nhá. Cái to luôn này. Không ra cựa được. Bác thấy không? Những cái kèo đánh như thế này mới là hay chứ. Tiếng cũng hay mà ngụy trang nha. Ngụy trang các bác nên nhớ ngụy trang như tôi giới thiệu đấy, bác và anh em. To chưa? Thoải mái chưa? Rồi hai em rồi. Tôi đánh tiếp em kèo nữa. Sẽ đủ cho người ta đặt này. Bổ nhé. Đặt. Ok. Thường hay đi đôi nhá. Các bác mà đánh mẹt ăn mi mẹt giả này nhá, đánh hai mẹt cũng được. Nó có đôi thì là chết cả đôi. Tôi đánh chỉ mồi giả thôi. Giao lưu các bác và anh em. Các bác và anh em có đam mê về săn bẫy. Đam mê săn bẫy nhá thì alo theo cho shop. Shop gửi hàng toàn quốc. Các loại săn bẫy mẹt. Đấy. Gà rừng rồi thì bịp rồi thì chim săn, chim cắt treo. Bác gửi theo điện theo cái số điện thoại ở dưới cái tiêu đề. Các bác cảm thấy hay thì nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video sau để chia sẻ cùng các bác và anh em. Nhiều những người người ta chỉ đến người ta đặt thôi, không hướng dẫn mình là lên làm như nào. Đánh ra làm sao để con chim nó theo. Của những người đấy toàn thuê người khác đánh thôi, không chuyên nghiệp. Các bác thấy không? Đây bịp thật nhé, không phải bịp nhựa nhé. Đấy, vẫn cựa nhé. Đấy, đây. À, thấy không? Mắt đỏ lừ chưa? Đấy. Các bác nhìn này, giả cực luôn, khủng long luôn. Hai em. Đấy. Rồi, chào các bác và anh em. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong video sau nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.